xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Mình giới thiệu mình là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh viên khóa 3 của trường học EDIC và số sinh viên của mình là CV01HP06. Chào mừng mọi người đã quay trở lại bộ môn Focus on Excellence. Ok, ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại bộ môn Focus Lesson. Đấy, thì không biết các bạn có tò mò xem là tuần này chúng mình lại có thêm những kiến thức gì mới không ạ? Hoặc là mình có thể truyền cho các bạn thêm một số kiến thức nào đó đặc biệt hơn không, đúng không ạ? Ok, thì một số những cái kiến thức mà những lần trước, những video trước mình đã đưa cho các bạn thì mình nghĩ là nó sẽ rất là bổ ích để các bạn có thể có một suy nghĩ mở rộng hơn cho tương lai của mình và khiến mình trở nên chững chạc hơn cũng như là nỗ lực hơn trong mọi hoàn cảnh và công việc, đúng không nào? Thì ngày hôm nay thì cũng tiếp tục là một cái chuỗi story của một Excellence thì mình lại có thêm một số những cái kiến thức. Và ngày hôm nay thì không chú trọng quá về cái việc là kiến thức nhiều, mà hôm nay thì mình sẽ nói đến một cái tính cách mà mình nghĩ là ai cũng cần phải có trong mỗi con người để hướng tới một sự thành công. Đấy là, không biết là nghe nói các bạn có tò mò không ạ? Mình thì khi bắt đầu mình tìm hiểu cái chủ đề này thì mình cảm thấy là nó cũng rất là đúng, đúng đắn với chính con người của mình. Và thực sự là mình cũng đang cần cái tính cách đấy để trở nên mạnh mẽ hơn, cũng như là trở nên là quyết đoán hơn trong mọi công việc, đúng không ạ? Thôi ok, không để các bạn chờ lâu nữa thì mình cũng xin phép được tiết lộ ngay một số những cái kiến thức. Và cái keyword ngày hôm nay mình đưa cho bạn, truyền cho các bạn chính là gì? Đó chính là sự quyết tâm. Ok, thì ngay từ đầu các bạn nghe là sự quyết tâm thì các bạn sẽ cảm thấy là quyết tâm nó là một cái gì đấy, là mình phải thôi thúc mình phải làm, đúng không ạ? Thôi thúc mình phải hoàn thành một cái công việc gì đấy, đúng không ạ? Nhưng mà để sâu xa nữa, quyết tâm là gì? Quyết ở đây như nào? Quyết là dùng từ, tại sao mình dùng quyết? Đúng không? Tại sao mình quyết? Có nghĩa là nó mang một cái chiều năng lượng nó mạnh hơn, là phải làm được. Mình quyết, mình chiến, giống kiểu quyết chiến ạ. Quyết chiến là phải làm những từng chiến cho đến cùng luôn. Đấy, chiến đấu quyết liệt đấy, gọi là hay là quyết liệt đấy. Nghĩa là nó có mang tính chất nó mạnh mẽ hơn là cái việc mà dùng những cái từ nhẹ nhàng. Đấy, quyết tâm, tâm ở đây là gì? Tâm là bên trong mình, là hướng một điều thôi. Tâm của mình luôn luôn duy nhất và hướng một điều. Đấy, thì quyết tâm có nghĩa là một cái từ mà chúng ta sẽ dùng những cái thứ, dồn hết cái khả năng công lực của mình để sao ạ? Làm đến cái cuối cùng. Khi làm một mục tiêu, được chưa? Khi có một mục tiêu rồi mà chúng ta cần phải có thêm một cái nhiều năng lượng nữa, nhiều cái sự quyết tâm nữa thì mới có thể chiến đấu và chiến thắng trong lĩnh vực, đúng không? Thành công là một cái từ gì đấy nó rất là xa xôi và nó mang tính chất ở tương lai. Hiện tại chúng ta chưa biết chúng ta có thành công hay không, đúng không ạ? Nhưng mà thành công nó là một kết quả. Đấy, nó là cái từ dùng để miêu tả kết quả đấy, cả cái quãng cái hành trình chúng ta hành động và thực hiện nó, và kết quả cuối cùng chính là sự thành công và như mong muốn. Thành công không phải là những gì lớn lao, đúng không ạ? Thành công chỉ là một cái mong muốn, những cái ước muốn mà mình đang muốn đạt tới và mình đã đạt được, mình đã chiến đấu vì nó và đành đạt hoàn thành nó thì đó gọi thành công rồi, chứ không phải là chúng ta phải nhiều, chúng ta phải giàu, chúng ta phải nhà lầu xe hơi hay gì cả mới là thành công, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần đặt một mục tiêu nhỏ ra thôi và chúng ta hoàn thành được nó, quyết tâm là hoàn thành được nó thì đấy là thành công rồi, cho chính ít nhất là cho chính bản thân ta. Lúc nào chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều đến những thứ xung quanh hoặc là suy nghĩ nhiều người khác, không cần phải đặt gánh nặng là sau này chúng ta phải giàu để sao ạ, lo cho bố mẹ, lo cho xã hội, lo cho đất nước, đúng không ạ? Cái quan trọng là như nào ạ? Mình suy nghĩ là bản thân mình được gì đã, đấy, thành công để làm gì, đúng không ạ? Thành công để nào trong trải cuộc sống mình đỡ vất vả hơn trước đã, đúng không? Sau đấy rồi mình nghĩ bản thân rồi mình mới nghĩ là cho bố mẹ mình đỡ khổ lên, bởi vì mình cha mẹ là công sinh thành, đúng không ạ? Đấng sinh thành chúng ta thì chúng ta phải hỗ trợ làm gì đấy để bảo vệ bố mẹ, đúng không ạ? Sau đấy thì mình đủ khả năng để có thể lo chi toàn bố mẹ rồi thì mình lo đến rồi anh em họ hàng, đấy, dần dần thì chúng ta sẽ lo đến xã hội rồi đất nước, đúng không ạ? Đấy, đấy là cái sự thành công. Đấy, rất là nhiều những người mà chúng ta có rất là nhiều những ý tưởng hay, những cái ý kiến hay, đấy, những cái niềm tin, những cái ước mơ nó rất là hay, nhưng để đạt được nó thì rất là khó. Bởi sao? Đấy chỉ là những cái ý tưởng, những cái hướng, những cái niềm tin, những cái ước mơ nhỏ nhoi, nhưng chúng ta không hoàn thiện nó. Có nghĩa là chúng ta đặt ra là nhiều những ước mơ, những ý tưởng, nhưng mà chúng ta lại không thực hiện nó và đi đến kết quả cuối cùng, và chúng ta chỉ tập vọng là trong lời nói hoặc là suy nghĩ, hoặc là làm nửa vời xong cảm thấy khó quá lại bỏ, đúng không? Đấy, đấy là những cái gọi là người ta gọi là cái sáng tạo nửa vời, mà sự sáng tạo nửa vời thì nó lại mang lại một hậu quả rất là nghiêm trọng.
Nhất là chúng ta cảm thấy là phí thời gian này. Nhìn quãng đường còn lại chúng ta cảm thấy rất là phí thời gian nếu như chúng ta không hoàn thành tốt nó. Bởi vì chúng ta cảm thấy là khó quá, chúng ta bỏ qua rồi, chúng lại không làm nữa, lại càng ngày ý tưởng ra càng nhiều và cứ thực hiện nó ngày một, ngày một ấy. Thì bản thân chúng ta cũng phải suy nghĩ xem là quay ngoảnh đầu quay lại chúng thấy là nó như thế nào. Lần là chúng ta chẳng đạt được thành công gì cả, chẳng đạt thành tựu cả. Chúng ta nghĩ là chúng ta giỏi lắm rồi, đúng không ạ? Đấy là một trong số những giới hạn. Đấy, chẳng qua là chúng ta thiếu quyết tâm để với nó. Vì sao ạ? Có thể là khả năng chiến thắng thành công của bạn chỉ trong một với chúng ta thôi, chỉ trong một bước chân nữa thôi, nhưng chúng ta lại chọn một cuộc thay vì chúng ta cố gắng tiếp nữa. Đấy là một cái yếu tố mà mình nghĩ là bản thân chúng ta cũng cần phải có, và chỉ cần gọi là quyết tâm đi một bước nữa thôi. Lúc đầu trong suy nghĩ luôn phải là quyết tâm đi một bước nữa thôi là thành công sẽ trong vòng tay nào. Nhưng chúng ta lại chọn cách bỏ cuộc thì nào, ngoảnh đầu quay lại chúng ta cảm thấy là chẳng còn gì nữa rồi. Những thời gian chúng ta bỏ ra để cho nó rất là phung phí. Đấy là một điều nguy hại mà mình nghĩ là chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Được chưa nào? Đây, một số những cái cách mà mình hay làm nếu như chúng mình dự định là bỏ cuộc. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chậm lại một chút, suy nghĩ. Chúng ta có thể dừng khoảng 5 giây, 10 giây, hoặc 20 giây, 30 giây chẳng hạn. Chúng ta suy nghĩ xem là khoảng thời gian mình định bỏ cuộc đấy, thì chúng ta nhìn cái quãng thời gian mà mình đã hoàn thành, quãng thời gian mà mình đã bước đi cùng nó như thế nào, đúng không? Quãng thời gian bước đi cùng nó thì nó mình đã gắn bó nó bao lâu rồi mà tự bây giờ mình bỏ cuộc, bây giờ mình chỉ cần thiếu sự quyết tâm một chút thôi mình lại bỏ cuộc thì nào ạ? Thời gian đấy cũng được vứt, đúng không ạ? Giống như cái khoảng thời gian là 12 năm học của chúng ta, đúng không ạ? 12 năm học của chúng ta đến cái ngày đi thi rồi, đến ngày đi thi trung học phổ thông quốc gia mà chúng ta lại bỏ cái buổi đấy đi thì coi như là 12 năm học của chúng ta không cốc, nó chả được gì cả. Đấy, khác gì nó bằng với cái việc mà chúng ta hôm nay không đi học và không đi, đúng không ạ? Thì nó còn đỡ hơn là cái việc chúng ta đi học 12 năm học chúng ta lại không đi thi để có một cái tấm bằng. Ít nhất là chúng ta có một cái tấm bằng công nhận là chúng mình đã đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, đúng nào? Nhưng chúng ta lại không, dù là chuyện đó chúng ta lại bỏ nó đi, và chúng ta lại không suy nghĩ xem là quãng thời gian chúng ta bỏ rất nhiều, sáng dậy sớm đi học, nghe cô giáo giảng bài về làm bài tập rất là nhiều, rồi là nén chúng ta bao nhiêu cảm xúc rồi, nhưng mà đến cuối cùng chúng ta chọn bỏ cuộc. Đấy là một yếu tố mà mình nghĩ là ai cũng phải phải một lần trong đời, ít nhất một lần trong đời, đúng không? Đấy thì đấy là cách mà mình suy nghĩ, mình cảm thấy là bản thân chúng mình không được cuộc thì mình sẽ làm cách đấy. Có nghĩa là chúng ta chọn lại một chút, chúng ta suy nghĩ trong cái quãng thời gian trước đây mình làm như thế nào và nó có đáng để mình bỏ hay không, hay là mình đã bỏ qua rất là nhiều cái thời gian cho nó rồi, mình bỏ ra rất là nhiều những cái công sức dành cho nó rồi, đến cuối cùng mà chỉ còn một chút xíu nữa thôi để mình thành công thì mình lại bỏ qua. Đấy là một điều rất là phí phạm mà mình nghĩ là chúng ta không nên như vậy. Đấy hãy quay đầu lại một chút, quay lại phía sau nhìn xem là mình đã bước như thế nào rồi, đúng không ạ? Nếu như chúng ta quay lại phía sau chúng thấy là chúng ta đã đi rất là dài rồi đấy, thì mình cảm thấy là tự nguyện, mãn nguyện hơn thay vì chúng ta chỉ nhìn phía trước là mãi cũng chưa đến, đúng không ạ? Giống như chúng ta suy nghĩ là chúng ta thấp hơn người ở trên, nhưng mà quay lại người dưới thì chúng ta hơn rất là nhiều người. Đấy, cho nên là bản thân chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Nếu như chúng ta muốn bỏ cuộc thì hãy suy nghĩ lại một chút, chọn lại một chút để nào ạ? Tiến thắng và quyết tâm hơn một chút để giữ vững cái sự thành công này chúng ta. Ok, đấy là một sự mình mong muốn đến là sự quyết tâm. Đấy, quyết tâm nó mang tính rất là mạnh mẽ, và dùng từ quyết tâm là cái điều mà thôi thúc cái năng lượng trong chính bản thân chúng ta, đúng không nào? Đấy, ví dụ mình nghĩ là mình nhất tâm là ok, nhưng mà đến từ nhất tâm là hơi nhẹ, mà từ quyết tâm mình cảm thấy như vậy. Vì mình quyết là mình nhất tâm thì mình chỉ nghĩ là mình nghĩ suy nghĩ một vào nó, còn quyết tâm nó là chuyển biến thành sự hành động rồi, nó chuyển biến thành sự hành động của chúng ta, và chúng ta phải thôi thúc bản thân ra. Khi chúng ta làm quyết tâm thì cái việc thôi thúc trong bản thân của ta, năng lượng của ta đỏ ra rất là mạnh mẽ, mãnh liệt, và chúng ta phải làm đó. Được chưa nào? Đấy là một số những cái nội dung ngày hôm nay mình nói đến cái tính cách và cái tính quyết tâm, để sao bản thân các bạn cũng như là mình cũng mình mong muốn nhắc lại cho bản thân mình là mình phải quyết tâm hơn nữa, và cũng muốn là truyền cái năng lượng này cho bạn để các bạn muốn là khi mà chúng ta bước cuộc chúng ta phải nghĩ đến sự quyết tâm một chút, chỉ cần bước đến một chút nữa thôi thì chúng ta đã thành công rồi. Đấy là cái ý ngày hôm nay mình muốn trao các bạn, và cũng muốn góp một mong muốn có thể nói cho các bạn để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái mục đích sống của chúng ta sau này như thế nào, và muốn thành công nó bắt đầu thành công thì không bao giờ dễ dàng,
Bởi vì nó quá là nhiều những cái chông gai thử thách, nhưng mà chỉ cần quyết tâm và chị làm sinh ra sẽ thành công trong sớm. Được chưa? Ok, mọi người thì có những thắc mắc gì thì hãy để trong phần comment nhá. Mình sẽ luôn luôn vào và giải đáp thắc mắc cho các bạn. Thế bây giờ thì chắc mình xin phép là tập video ở đây. Chúc mọi người một tuần lành. Xin chào.